tin Canada và thế giới. Nhanh chóng, trung thực, chính xác. Culture Channel, kênh tin tức uy tín hàng đầu của người Việt tại Canada. Xin kính chào và hoan nghênh quý vị và các bạn đến với bản tin Canada và thế giới trên kênh Culture Channel và trên các nền tảng của tạp chí Culture Magazine. Trong bản tin ngày 20 tháng 8 hôm nay, Tổng thư ký NATO sẽ thăm khu vực phòng thủ bắc cực của Canada. Covid-19 dự kiến sẽ bùng phát vào mùa thu này. Có đáng để chúng ta chờ đợi một loại vaccine mới bivalent được điều chỉnh chống lại Omicron hay không? Ba nghi phạm đang bị truy nã sau khi phá máy ATM bằng cưa ở Mission, tỉnh BC. Ba người tử vong sau khi xe đâm vào một cái cây ở thành phố Brampton, cảnh sát vùng Peel cho biết. Khi chúng ta đang tận hưởng những ngày hè ở ngoài trời, có lẽ bạn không thoải mái khi bị những vết mũi cắn. Trong bản tin hôm nay, chúng ta sẽ tìm hiểu 10 loại cây trồng để đuổi mũi bạn cần có trong sân sau nhà mình càng sớm càng tốt. Trên thế giới, CDC Hoa Kỳ đang điều tra đợt bùng phát vi khuẩn E. coli ở những khách hàng đã tiêu thụ đồ ăn của Wendy's tại 4 tiểu bang. Nhà cung cấp Foxconn của Apple đầu tư thêm 300 triệu đô la Mỹ vào miền Bắc Việt Nam một người mẹ nói cô ấy đã cắt chương vật của bạn trai mình sau khi anh ta cố hiếp dâm con gái tuổi teen của cô. Một báo cáo cho thấy phi công đã ngủ gật trong khi bay khiến máy bay không hạ cánh. Sau đây là bản tin chi tiết mời quý vị theo dõi cùng với Hoàng Anh. Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg sẽ có chuyến thăm tới Canada vào tuần tới. Việc Nga đang tiếp tục xâm lược Ukraine, tình trạng biến đổi khí hậu và chủ đề phòng thủ ở Bắc Cực sẽ là những trọng tâm chính trong các cuộc gặp giữa ông Stoltenberg và Thủ tướng Justin Trudeau. Văn phòng Thủ tướng cho biết hai người sẽ dừng lại tại một trong những địa điểm của hệ thống cảnh báo phía Bắc, một phần của hệ thống phòng thủ NORAD của Canada ở vịnh cambridge Nunavut vào thứ Năm. Ngày hôm sau thì họ sẽ đến thăm một căn cứ không quân Hoàng gia Canada ở Colette, Alberta và chuyến đi sẽ kết thúc bằng một cuộc gặp song phương. Ông Stoltenberg đến thăm Canada lần cuối vào tháng 7 năm 2019 và cuộc gặp cuối cùng của ông với Thủ tướng Trudeau là ở Tây Ban Nha vào tháng 6 năm nay. COVID-19 dự kiến sẽ bùng phát vào mùa thu này. Một câu hỏi đặt ra là có đáng để chúng ta chờ đợi một loại vaccine được điều chỉnh để chống Omicron hay không? mong đợi đang gia tăng về việc Canada sẽ phê duyệt phiên bản cập nhật của vaccine COVID-19 vì mùa thu này có nguy cơ mở ra một làn sóng nhiễm trùng mới. Đầu tuần này, các cơ quan quản lý của Vương quốc Anh đã trở thành người đầu tiên trên thế giới cho phép vaccine có hai hiệu quả là vaccine bivalent của Moderna. Loại vaccine này bảo vệ chống lại cả chủng virus coronavirus ban đầu và cả biến thể phụ Omicron BA.1 bộ y tế canada hiện đang xem xét các ứng cử viên vaccine cho mũi tiêm tăng cường có hai hiệu quả này từ moderna và pfizer điều này khiến một số người canada đang tranh luận về việc nên chờ đợi các mũi tiêm cải tiến này hay là đi tiêm nhắc lại ngay bây giờ khi nào thì có vaccine mới mặc dù bộ y tế canada không đưa ra mốc thời gian về thời điểm họ sẽ hoàn tất các đánh giá này nhưng Bộ Y tế Canada đã yêu cầu các nhà sản xuất vaccine điều chỉnh thêm vaccine hai hiệu quả của họ. Để nhắm mục tiêu chống biến thể phụ Omicron BA.4 và BA.5 mà đang lây lan nhanh chóng, Giám đốc Y tế Công cộng của Canada, tiến sĩ Theresa Tam cho biết, Canada đã bảo đảm đủ nguồn cung cấp vaccine hai hiệu quả này nếu các cơ quan quản lý cho phép triển khai. Ngoài việc bảo vệ chống lại chủng vi khuẩn trước đó, thì các vaccine hai hiệu quả này được đề xuất còn được thiết kế để nhận ra các đột biến cụ thể trong gai protein của Omicron mà giúp nó tránh miễn dịch tốt hơn. Những loại vaccine cập nhật này có thể cung cấp khả năng bảo vệ gia tăng chống lại Omicron, nhưng mức độ vẫn còn phải được xem xét, bà Tam nói. Các chuyên gia y tế lưu ý rằng, cả phiên bản cũ và mới của vaccine COVID-19 đều có hiệu quả trong việc ngăn ngừa các kết quả nghiêm trọng của COVID-19. Vậy tôi có nên chờ đợi để tiêm vaccine bivalent hay không? Câu trả lời ngắn gọn là phụ thuộc vào tình trạng của bạn. Các tỉnh đang mở rộng khả năng tiếp cận với liều thứ tư, còn ở tỉnh Quebec thì liều thứ năm của vaccine COVID-19 ban đầu với dự đoán rằng các ca nhiễm COVID-19 sẽ gia tăng đột biến khi nhiệt độ giảm dần. Theo các chuyên gia y tế, vì một phần lớn dân số đã có được khả năng miễn dịch nên sẽ không có gì là vô lý khi những người có nguy cơ thấp nên chờ đợi phiên bản vaccine mới nhất, theo Phó giáo sư Jack La của Đại học McMaster ở Hamilton cho biết. Bác sĩ hàng đầu Canada, bà Tam thì khuyến khích người Canada cân nhắc cả rủi ro cá nhân của họ và mức độ lây lan COVID-19 trong cộng đồng của họ. Nhưng nếu đã hơn 6 tháng kể từ lần nhiễm trùng hoặc là tiêm phòng cuối cùng của bạn, bạn có thể muốn xắn tay áo lên bây giờ để tiêm một mũi khác trước khi thời tiết lạnh giá bắt đầu. Bà Tam nói, nếu bạn đợi quá lâu, làn sóng có thể bắt đầu, vậy thì bạn không thu được nhiều lợi ích, theo bà Tam. Ba người đã tử vong sau khi xe của họ đâm vào một cái cây ở thành phố Brampton. Cảnh sát phía tây Toronto vùng Peel cho biết, ba người đã thiệt mạng sau khi chiếc xe họ đang đi đâm vào một cái cây ở thành phố Brampton, tỉnh Ontario. Người phát ngôn của cảnh sát khu vực vùng Peel cho biết các sĩ quan đã phát hiện ra các thi thể trong một chiếc xe chìm trong biển lửa sau khi trả lời cuộc gọi 911 nhận được vào khoảng 2 giờ sáng ngày hôm nay. Họ tin rằng chiếc xe đang đi về phía nam trên đường Conestoga Drive gần đại lộ Amwell khi nó rời khỏi lòng đường mà không rõ lý do vì sao bị đâm vào cái cây. Cảnh sát và các dịch vụ cứu hỏa đã đến hiện trường, tìm thấy chiếc xe ngập trong ngọn lửa và đưa các thi thể bên trong ra ngoài sau khi ngọn lửa được dập tắt. Các sĩ quan vẫn chưa xác định được tuổi hoặc là giới tính của các nạn nhân và vụ tai nạn đang được điều tra. Một nghiên cứu mới cho thấy việc sử dụng xe cấp cứu ở Ontario đã tăng lên đáng kể trong những năm trước đại dịch, vượt xa sự gia tăng về dân số và số lượt đến phòng cấp cứu tại bệnh viện bằng các phương tiện khác. Nghiên cứu được dẫn đầu bởi các nhà nghiên cứu tại Đại học McMaster của Hamilton Xem xét số lượng bệnh nhân hàng năm được vận chuyển bằng xe cứu thương đến các phòng cấp cứu của bệnh viện trên khắp tỉnh từ năm 2010 đến năm 2019. Nghiên cứu cho thấy, số lượng xe cấp cứu vận chuyển đến phòng ER đã tăng 38,3% trong thập kỷ qua, tăng gấp 4 lần so với mức tăng dân số 96% của tỉnh trong cùng thời kỳ. Các tác giả cho biết, phát hiện này cho thấy sự cần thiết phải tìm cách giải quyết nhu cầu ngày càng gia tăng về dịch vụ xe cứu thương chẳng hạn như là cung cấp cho nhân viên y tá, khả năng vận chuyển bệnh nhân ít khẩn cấp hơn đến một nơi nào đó không phải là khoa cấp cứu. Những người từ 65 tuổi trở lên chiếm từ 42 đến 44% các phương tiện giao thông hàng năm trong suốt thập kỷ của cuộc nghiên cứu. Trong các nhóm tuổi, tốc độ gia tăng sử dụng xe cứu thương lớn nhất từ năm 2010 đến 2019 được ghi nhận ở những người từ 18 đến 39 tuổi. Người Quebec đã phá kỷ lục Guinness thế giới đã trồng hơn 23.000 cây trong 24 giờ. Một người trồng cây 23 tuổi đến từ tỉnh Quebec đã lập kỷ lục thế giới khi trồng 23.060 cây trong 24 giờ. Antoine Moss từ Gaspé cho biết, trung bình anh ta có thể trồng 16 cây mỗi 1 phút, tức là khoảng 1 cây là mỗi 3,75 giây. Được kỷ lục Guinness Thế giới công nhận, kỳ tích đột phá này diễn ra tại một khu vực cách Alberta khoảng 100 km về phía nam. Trong hơn 7 năm qua, anh ta đã tự trồng được khu rừng của mình với hơn 1,3 triệu cây trên khắp Canada. Là một vận động viên nghiệp dư đã chạy nhiều cuộc đua marathon và tập luyện cho một cuộc đua sắp tới. Anh Moss cho biết anh tiếp cận việc trồng cây như một môn thể thao. Sau 14 giờ 51 phút, chỉ trồng cây anh đã vượt qua kỷ lục cũ là 15.170 cây do Kenny Chaplin nắm giữ, được thiết lập vào năm 2001. Ba nghi phạm đang bị truy nã sau khi phá máy ATM bằng cưa ở Mission, tỉnh BC. Cảnh sát RCMP Mission đang tìm cách xác định danh tính ba nghi phạm sau khi tiền bị đánh cắp từ máy ATM tại một cửa hàng tiện lợi ở trạm xăng vào khoảng 3 giờ sáng thứ năm, ba nghi phạm bước vào một trạm xăng gas bar trên đường cao tốc Love Heat gần đường Dugney Trunk. Cảnh sát hoàng gia cho biết các nghi phạm đã sử dụng hai chiếc cưa để cắt mở máy ATM và lấy trộm một lượng tiền mặt không được tiết lộ. Các camera giám sát đã bắt được cảnh quay của các nghi phạm. Được cảnh sát công bố, Bất kỳ ai có thông tin về vụ việc này hoặc là ai có thể xác định được các nghi phạm được yêu cầu liên hệ với cảnh sát RCMP Mission theo số 604 820 3555. Canada và Phần Lan sẽ tranh huy chương vàng tại giải vô địch khúc côn cầu trẻ thế giới. Canada có cơ hội giành huy chương vàng tại giải vô địch khúc côn cầu trẻ thế giới trong ngày hôm nay. Đội Canada sẽ gặp đội Phần Lan trong trận chung kết vào tối nay. Canada đã giành chiến thắng 5-2 trước Cộng hòa Séc trong trận bán kết, trong khi Phần Lan thì đánh bại Thụy Điển với tỷ số là 1-0. Lần cuối cùng Canada vô địch giải trẻ thế giới này là vào năm 2020 khi được tổ chức tại Cộng hòa Séc. Phần Lan thì đã giành huy chương vàng khi Vancouver và Victoria đăng cai tổ chức giải đấu năm 2019. Thưa quý vị, chúng ta đang tận hưởng những ngày hè có nghĩa là thời gian bên ngoài trời nhiều hơn. Nhưng có lẽ chúng ta phải chịu đựng những vết mũi đốt, làm chúng ta không được thoải mái đúng không ạ? Một số người thì không muốn sử dụng thuốc xịt hóa chất. Vậy hãy xem xét một thứ mà con người đã sử dụng hàng trăm năm nay để chống lại những con mũi này, đó là cây đuổi mũi. Những loại cây trồng nào tốt nhất để đuổi mũi? Thưa Vân, có những loại cây, hoa và thảo mộc có mùi kinh khủng đối với mũi lại rất tuyệt đối với con người. Vì vậy, sân của bạn sẽ được tăng cường bởi cả chất đuổi mũi tự nhiên và hương thơm ngọt ngào của hoa. Sau đây là những loại cây đuổi mũi tốt nhất cho một mùa hè không có gió lùa và cả cho mùa xuân và mùa thu. Đầu tiên là Rosemary, hương thảo. Nếu bạn có một gốc vườn khô ráo hoặc là bệ cửa sổ nhận được đầy đủ ánh nắng mặt trời, một bụi hương thảo sẽ rất hạnh phúc ở đó. Chỉ cần để nó khô đi giữa các lần tưới nước nó sẽ thưởng cho bạn như một loại thỏ mộc ăn được và là một loại cây đuổi mũi, xua đuổi côn trùng với mùi hương đặc biệt của nó. Xoa một vài nhánh cây lên cánh tay hoặc là chân sẽ giúp mũi tránh xa những khu vực đó và khói hương thảo từ bếp nướng sẽ giúp tăng thêm chất xua đuổi mũi. Hương thảo cũng là một biện pháp ngăn chặn mèo nếu chúng đi vào quanh sân bạn. Tiếp theo là húng tây, bezo. Húng tây hay còn được biết là bezo không chỉ dành cho lớp phủ trên bánh pizza và bánh pesto loại thảo mộc xinh đẹp này cũng có những lợi ích như là thu hút ong tăng hương vị cho các loại cây khác và có lẽ quan trọng nhất là dùng như một loại cây đuổi mũi các chuyên gia kiểm soát côn trùng và những người làm vườn khuyến khích trồng húng tây trong vườn nhờ hương thơm mạnh mẽ của nó nó có tác dụng ngăn chặn mũi bạn cũng có thể sử dụng húng tây để làm thuốc đuổi mũi tự nhiên mà không gây hại cho các cây khác của bạn để làm được điều này thì trộn khoảng 3,5 ounce lá húng tây tươi với nửa cốc nước sôi và nửa cốc vodka. Khuấy kỹ và chuyển hỗn hợp vào bình xịt sạch. Xịt thuốc chống mũi tự nhiên có nguồn gốc từ húng tây ở khu vực ngoài trời của bạn để xua đuổi mũi. Tiếp theo là húng chanh hay còn được gọi là bạc hà chanh xả, lemon balm. Cây húng chanh có chứa một hợp chất gọi là citronella, có tác dụng tương tự như là xả đuổi mũi Mùi hương chanh của húng chanh cũng là một hương thơm mà mũi không yêu thích. Điều này làm cho nó trở thành một bổ sung hoàn hảo cho bộ sưu tập cây đuổi mũi của bạn. Chuyên gia khuyên bạn nên cẩn trọng khi trồng cây húng chanh trong vườn vì đặc tính xâm lấn của nó, nó có thể lây lan nhanh chóng sau khi được trồng. Vì vậy tốt nhất là bạn nên trồng cây này trong chậu và đặt ở nơi bạn muốn đuổi mũi. Tiếp theo là cây trồng rất là đẹp, đó là lavender, hoa oải hương. Ai biết được một loài hoa có mùi thơm ngọt ngào như vậy cũng sẽ là một trong những loài cây đuổi mũi tốt nhất. May mắn thay, mũi không thích hầu hết các mùi hương mà con người cảm thấy dễ chịu, và hoa oải hương là một trong số đó. Bạn cũng có thể sử dụng nó như một loại thuốc chống mũi tự nhiên. Nhỏ một vài giọt tinh dầu oải hương lên cổ tay hoặc là mắt cá chân của bạn. Loại hoa này cũng xua đuổi bướm đêm và ruồi. Và tiếp theo là Marigold, cúc vạn thọ, là một trong những loài hoa đẹp đơn giản nhất. Cúc vạn thọ mang lại không chỉ là những mảng màu đỏ tươi, cam và vàng cho khu vườn. Mùi hương của chúng thì cũng hấp dẫn đối với chúng ta nhưng rất kém hấp dẫn đối với mũi. Chuyên gia đề xuất trồng cúc vạn thọ trong chậu để đặt gần các điểm mũi xâm nhập phổ biến. Và cuối cùng trong danh sách hôm nay đó là tỏi, garlic. Tỏi là một trong những phương thuốc đã được sử dụng lâu đời nhất để đẩy lùi những điều xấu, từ ma cà rồng đến mũi bất cứ thứ gì mà muốn hút máu bạn sẽ nhanh chóng thay đổi ý định nếu bạn ăn vài tép mỗi ngày tuy nhiên hầu hết mọi người không muốn làm điều đó nhưng thay vào đó trồng tỏi rất dễ dàng mùi hương mạnh mẽ của loại cây đuổi mũi này sẽ giúp sân của bạn không bị sâu bệnh hay là mũi xâm nhập Quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin Canada và Thế giới trên kênh Culture Channel và trên các nền tảng của tạp chí Culture Magazine, là tờ tạp chí văn hóa đời sống song ngữ Anh Việt duy nhất tại Canada. Để ủng hộ cho chương trình, nếu quý vị chưa đăng ký kênh, chúng tôi kính mời quý vị nhấn subscribe để đăng ký kênh và bật nút chuông thông báo ngay kế bên để nhận được thông báo khi chúng tôi phát hành những video mới. Và quý vị đừng quên nhấn nút like, chia sẻ phản hồi và chia sẻ share video để giúp phổ biến thông tin. Rất cảm ơn quý vị và các bạn. Tiếp theo trong phần tin thế giới, CDC Hoa Kỳ đang điều tra đợt bùng phát E. coli ở những khách hàng đã tiêu thụ đồ ăn của Wendy's tại 4 tiểu bang. Nhà cung cấp Foxconn của Apple đầu tư thêm 300 triệu đô la Mỹ vào miền Bắc Việt Nam. Một người mẹ nói cô ấy đã cắt dương vật của bạn trai mình sau khi anh ta cố hiếp dâm con gái tuổi teen của cô. Một báo cáo cho thấy phi công đã ngủ gật trong khi bay khiến máy bay không hạ cánh và trong một nghiên cứu mới đã tìm ra giải pháp đơn giản để tiêu diệt hóa chất vĩnh viễn mà có liên quan đến ung thư gan. Thưa quý vị, Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh CDC Hoa Kỳ cho biết, họ đang điều tra một đợt bùng phát vi khuẩn E. coli ở 4 tiểu bang từ một nguồn thực phẩm không xác định. Với nhiều người bị ảnh hưởng được báo cáo là đã ăn bánh mì hamburger tại Wendy's. Trong số 37 người bị bệnh, có 22 người được cho là đã ăn bánh mì hamburger của Wendy với salad romaine trong tuần trước, khi họ cảm thấy không khỏe. Những bệnh nhân này được cho là đã tiêu thụ sản phẩm tại Michigan, Ohio, Indiana và Pennsylvania. Trong số 4 tiểu bang này, Wendy's Company sở hữu gần 1.100 trong số khoảng 5.940 nhà hàng tại Mỹ. Tuy nhiên, các nhà điều tra vẫn chưa xác nhận liệu salad romaine có phải là nguyên nhân hay không và liệu loại rau được sử dụng trong bánh mì của Wendy có được phục vụ hoặc là bán tại các cơ sở kinh doanh khác hay không? Chuỗi cửa hàng bánh mì kẹp thịt Hamburger cho biết, họ đang đề phòng việc loại bỏ bánh mì sandwich với salad romaine ra khỏi các cửa hàng của mình trong khu vực. Bệnh nhiễm trùng vi khuẩn E. coli đã bắt đầu từ ngày 26 tháng 7 đến ngày 8 tháng 8 và có tổng cộng 10 người đã phải nhập viện, trong đó có 3 người ở Michigan đã phát triển một loại suy thận. Vi khuẩn E. coli thường sống trong ruột của người và động vật khỏe mạnh. Mặc dù nhiều chủng là vô hại, nhưng một số loại có thể gây đau bụng dữ dội, tiêu chảy, ra máu và nôn mửa. Cơ quan CDC cho biết, số lượng chính xác những người bị ảnh hưởng có thể cao hơn và đợt bùng phát có thể sẽ không chỉ giới hạn ở 4 tiểu bang này. Nhà cung cấp Foxconn của Apple đã ký một biên bản ghi nhớ trị giá 300 triệu đô la Mỹ với nhà phát triển Kinh Bắc CD của Việt Nam để mở rộng cơ sở ở miền Bắc đất nước nhằm đa dạng hóa và thúc đẩy sản xuất, truyền thông nhà nước Việt Nam cho biết vào hôm thứ Bảy. Nhà máy mới của công ty Đài Loan trên một khu đất rộng 50,5 hecta ở tỉnh Bắc Giang sẽ tạo ra 30.000 việc làm tại địa phương, theo báo Tuổi Trẻ cho biết. Động thái này diễn ra sau một báo cáo trong tuần này rằng Foxconn đã bắt đầu sản xuất thử nghiệm Apple Watch ở miền Bắc Việt Nam. Foxconn đã có mặt tại Bắc Giang được 15 năm, đã chuyển một phần hoạt động sản xuất iPad và AirPods đến khu công nghiệp Quang Châu của Bắc Giang. Công ty đã không cho biết loại sản phẩm nào sẽ được sản xuất tại nhà máy mới hoặc là công suất của họ. Chính phủ Việt Nam cho biết, năm ngoái Foxconn đã đầu tư 1,5 tỷ đô la Mỹ vào quốc gia Đông Nam Á này. Một tuần sau khi nhà văn Salman Rushdie bị tấn công ở New York, nhiều tác giả và bạn bè tổ chức biểu tình cho ông. Bạn bè và các tác giả đồng nghiệp đã lên tiếng thay mặt cho ông Salman Rushdie trong một cuộc biểu tình hôm thứ Sáu trên các bậc thang của chi nhánh chính của Thư viện Công cộng New York. Sự kiện này diễn ra một tuần sau khi nhà văn người Anh gốc Ấn Độ đã bị tấn công trên sân khấu ở phía tây của bang và phải nhập viện với những vết đông. Tình trạng của nhà văn Rushdie đã được cải thiện và theo người đại diện của ông, cho biết ông đã không còn cần dùng đến máy thở. Jeffrey Eugene Knight, Tina Brown và Kieran Desai là một trong số những người đã kể lại những câu chuyện về nhà văn Rushdie như một nguồn cảm hứng và người bảo vệ quyền tự do ngôn luận. Họ cũng đã đọc những đoạn trích từ sách, bài luận và bài phát biểu của nhà văn Rushdie bao gồm cả những đoạn trích từ những câu thơ của Satan. Cuốn tiểu thuyết năm 1988 đã bị một số người Hồi giáo lên án là mang tính bán bổ. Buổi tụ tập có tên gọi là Stand with Salmon. Đã kéo dài một giờ do thư viện, nhà xuất bản của Roddie, Penguin Random House và Pan America, một số tổ chức phi lợi nhuận hoạt động để bảo vệ và tôn vinh quyền tự do ngôn luận ở Mỹ. Thẩm phán ở Mayville, New York đã từ chối bảo lãnh cho Heidi Mata, 24 tuổi, là người đã không nhận tội cố gắng giết người và hành hung. Khi ở trong tù, Mata đã nói với tờ New York Post rằng anh ta coi ông Rushdie là người chống Hồi giáo và bày tỏ sự ngưỡng mộ đối với Ayatollah Rohola Khomeini là cựu lãnh đạo tối cao của Iran. Nhà văn Rushdie đã dành nhiều năm lẫn trốn sau khi ông Ayatollah đã ban hành một sắc lệnh năm 1989, trong đó kêu gọi cái chết của ông Rushdie. Mặc dù vậy, nhà văn kỳ cựu vẫn được tự do đi lại trong hai thập kỷ qua. Một báo cáo cho thấy phi công đã ngủ gật trong khi bay khiến máy bay không hạ cánh. Hai phi công được cho là đã ngủ gật và đã không hạ cánh máy bay mà họ điều khiển trong chuyến bay từ Sudan đến Ethiopia hôm thứ hai. Theo báo cáo của trang tin hàng không thương mại Aviation Hero, vụ việc xảy ra trên một chiếc Boeing 737-800 của hãng hàng không Ethiopia trên đường từ Khartoum đến Addis Ababa, thời điểm khi các phi công đang ngủ gật và máy bay đã bỏ qua giai đoạn hạ cánh. Dữ liệu do trang web thu được cho thấy, máy bay đang bay ở độ cao 37.000 feet trên chế độ lái tự động, khi nó không thể hạ cánh tại sân bay quốc tế Addis Ababa Po, điểm đến dự kiến của chuyến bay vào ngày 15 tháng 8. Bộ phận kiểm soát không lưu dường như không thể liên lạc với phi hành đoàn, mặc dù họ đã cố gắng liên lạc nhiều lần Tuy nhiên, một báo động đã được kích hoạt khi máy bay phóng qua đường băng và tiếp tục bay dọc theo lộ trình. Máy bay sau đó đã bắt đầu hạ độ cao và hạ cánh an toàn khoảng 25 phút sau đó. Dữ liệu phát sóng giám sát phụ thuộc tự động ADSB cho thấy máy bay đang bay ngang qua đường băng trước khi bắt đầu hạ độ cao và điều động cho một cách tiếp cận khác. Báo cáo được đưa ra chỉ vài tháng sau khi các phi công tại Southwest Airlines và Delta Airlines cảnh báo các giám đốc điều hành hãng hàng không rằng tình trạng kiệt sức của phi công đang gia tăng và thúc giục họ coi sự mệt mỏi và những sai sót trong quá trình bay là một rủi ro về mặt an toàn. Hồi tháng 5, thì tờ Republica của Ý đưa tin một phi công của ITA Airways đã bị sa thải sau khi anh ta đã ngủ gật trong chuyến bay giữa New York và Rome. Một bà mẹ nói cô ấy đã cắt dương vật của bạn trai mình sau khi anh ta cố hiếp dâm con gái tuổi teen của mình. Theo truyền thông địa phương, một phụ nữ Ấn Độ đã cắt đứt dương vật của bạn trai sau khi cô bắt gặp anh ta đang cố gắng tấn công tình dục đứa con gái mới lớn của mình. Vụ việc xảy ra hôm thứ Tư tại nhà của cặp vợ chồng ở bang Utah Pradesh, The Times of India đưa tin. Người mẹ 36 tuổi và bạn trai 32 tuổi đã sống với nhau trong hai năm qua. Cô nói với tờ báo Người mẹ cho biết cô đang làm việc trong trang trại khi sự việc xảy ra. Nhưng cô trở về nhà đúng lúc và bắt quả tang anh ta đang cố cưỡng hiếp con gái 14 tuổi của mình. Anh ta thậm chí còn tấn công tôi trong khi tôi đang cố gắng cứu con gái của mình. Cô nói, vì vậy tôi đã lấy ra một con dao từ trong bếp và chặt bộ phận kín của anh ta để dạy cho anh ta một bài học. Cảnh sát địa phương nói với tờ Times of India rằng, người đàn ông 32 tuổi này đã bị buộc tội hiếp dâm vì tình trạng của anh ấy rất nguy kịch, anh ấy đã được chuyển đến Lucknow để được điều trị đặc biệt hơn. Thực ra đây không phải là lần đầu tiên một người phụ nữ làm điều này với một người đàn ông. Quay trở lại năm 1993, người phụ nữ Hoa Kỳ Lorena Bobbitt đã cắt dương vật của chồng là ông John Wayne Bobbitt sau khi anh ta bị cáo buộc cưỡng hiếp cô. Sau đó thì cô ném nó vào một cánh đồng, mặc dù cuối cùng đã được tìm kiếm lại và gắn lại cho ông. Cô Bobbit, tên họ trước đây là Gello, đã được trắng án về tất cả các cáo buộc liên quan đến vụ án và kể từ đó đã sử dụng nó như một cơ hội để lên tiếng về bạo lực gia đình. Một trường hợp khác, một phụ nữ ở Việt Nam bị cáo buộc đã cắt bộ phận sinh dục của chồng sau khi cô bắt quả tang anh ta bạo hành con gái 15 tuổi của họ. Một số vụ việc tương tự cũng đã xảy ra ở Ấn Độ trong những năm qua nơi mà các tiêu đề thỉnh thoảng lại gọi động thái này là Siding, tờ India Times đưa tin. Không rõ liệu người phụ nữ trong vụ án mới nhất có phải đối mặt với cáo buộc hay không. Nếu bạn hoặc là ai đó mà bạn biết từng là nạn nhân của bạo lực gia đình, hãy tham khảo các nguồn thông tin có sẵn trên khắp Canada trên trang web của chính phủ Canada, canada.ca. Thưa quý vị, trong bản tin trước đây chúng tôi đã đưa ra. Một nghiên cứu mới về hóa chất vĩnh viễn liên quan đến ung thư gan thì hôm nay một nghiên cứu mới đã tìm ra giải pháp đơn giản để tiêu diệt hóa chất vĩnh viễn này. Trong một nghiên cứu mới, các nhà khoa học đã phát triển một phương pháp đơn giản và tiết kiệm chi phí để tiêu diệt một loại hóa chất tổng hợp được tìm thấy trong nhiều vật dụng tiêu dùng và tồn tại trong nước, đất và không khí của chúng ta trong suốt hàng ngàn năm. Hóa chất PFAS thường được gọi là hóa chất vĩnh viễn có được tên gọi của chúng vì khả năng chống lại hầu hết các cơ chế phân hủy đặc biệt. Nguyên nhân có thể là do hóa chất này chứa liên kết carbon và fluor, hai trong số các liên kết mạnh nhất của hóa học hữu cơ. Được coi là rất nguy hiểm đối với con người, hóa chất PFAS được tìm thấy trong hầu hết các sản phẩm hàng ngày như là chảo rán, sản phẩm tẩy rửa và thậm chí là cả đồ trang điểm. Và sự phụ thuộc ngày càng gia tăng của con người vào chất PFAS đã dẫn đến gần như mọi giọt nước đều bị ô nhiễm bởi hóa chất này. Hóa chất PFAS hiện có thể được tìm thấy trên khắp hành tinh và các nhà nghiên cứu bên ngoài châu Âu đã kết luận rằng họ thậm chí có thể tìm thấy các hóa chất học trong những giọt mưa ở những khu vực xa xôi nhất trên thế giới. Trong nhiều năm, các nhà khoa học đã cố gắng tìm ra những cách tốt nhất để loại bỏ chúng mà không liên quan đến việc tiếp xúc với mức năng lượng cao, bao gồm cả nhiệt độ trên 1.000 độ C. Tuy nhiên, nghiên cứu mới được công bố của Đại học Northwestern có trụ sở tại Mỹ và Đại học California tại Los Angeles đã phát hiện ra rằng hóa chất PFAS có thể được loại bỏ bằng cách trộn chúng với hai hóa chất tương đối an toàn và rẻ tiền. Được công bố trên tập sang học thuật Science, nghiên cứu này đã phát hiện ra rằng khi PFAS được trộn với dung dịch Dimethyl Sulfoside và Natri Hydroxide và được đun nóng đến tối đa 120 độ C, nó sẽ dẫn đến một phản ứng hóa học dần dần bị phân hủy ở phân tử, cho đến khi hóa chất PFAS không còn tồn tại nữa. Các nhà nghiên cứu cho biết, trong tương lai, công nghệ này có thể giúp các cơ sở xử lý nước loại bỏ PFAS khỏi nước uống đơn giản hơn. Thông tin này cũng đã kết thúc bản tin tối ngày 20 tháng 8 hôm nay. Rất cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi xin kính chúc quý vị và các bạn một cuối tuần vui khỏe và hạnh phúc bên gia đình hoàng anh xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong bản tin tiếp theo